nhiều quá thượng. Hợp lý. Tiếng Anh là có thượng. Em dạy. Thank you.
cũng như cây ông Thảo đầu cho nó từ bản đồ mắt đi đoạn ở ngoài lên tới đây. Thấy vẫn còn hai con tàu gì hả? Cái đó là hàng chỉ quầy đó, không có gì hết tua đó gì hả? Chiếu bằng con này lên chạy đấy.
em có chỉ không à, không lên chúng ta hay chạy về ta. Lên hay về đấy, không lên bắt mình ta. Giữ luôn hả?
ăn chốt xuống. Ăn chốt cũng lên luôn bố. Quýnh cho quýnh rồi rồi con rồi. Rồi gì bố? Con gì đâu rồi, con quýnh luôn đây mình lời. Con vô đây. Lời nè, muốn lời đi. Rơi sĩ mình mua bây giờ chiêu dựng cái đá chanh ngọt cho chú Việt đi đá chanh ngọt đấy đấy chút cho cả tỷ 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 không có chạy được lúc bữa hổm có không ấy tỷ cái gì tỷ tôi quan trọng là chạy không ngồi đủ Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho em hai viên rồi. Ngươi hả? Gắt một chỉ là dài chưa nghe. Tới đây em té nói rồi.
gần đồng quân là ông té lái đi. Ông mà ổng mà hơn quân là ông còn đánh hoài, đồng quân là ông té lái đi. Thì cũng đập được. Thì ông nói à. Gì đâu, anh có năm sáng nay anh có 5 ly à, mà trong kia nó uống hết 1 ly rồi, với một chén ly một ngày rồi kiếm ly có 5 ly cà phê chơi 20 năm rồi, bây giờ đi tính toán 5 ly cà phê. Không, anh nói với anh nè, nói với anh nè, mát nhưng mà anh nè muốn phải đi vô toilet. Té lái luôn, té lái luôn. Đi khác. Tháo lên nước không chết chắc mình được nghe. Đi đâu đâu mà đúng không? Đi đâu mùa này mình cũng nhức đầu cũng muốn. Em thấy nước này không? Thấy chưa?
xe lên đây rồi. Con xe đó lên đó mới mới công mới chết. Về lắm thì em lấy tiền. Đâm chiếu thảnh nữa xuống. Chú Việt mới đâu dám ăn ngựa chỗ nó ra bắt xe ăn luôn, chỗ kia nữa là lẹt rắc luôn. Ăn cảnh chị ha. Không là chuyện lên sông hành có kiếm hành nữa mà. Không mà nói với cái má chủ lên sông hành mà. Hả? Ngày mai lên sông hành cầm tiệp chịu mà. Làm cái chuẩn bị này mỗi ngày năm sợi không bây giờ đặng chủ việc mà sợi gì là năm gì nhà mình đâu sợi chủ việc lộn bắt cái cơ ta xe đỏ lên bắt cái kiếp cơ ta được gì đâu.
ăn về ông còn một nước nữa. Thank you.
mình mới trả lại theo chứ chị mới làm. Việc cái gì đâu mà hơi việc của anh nghe thiệt cái chứ ông thấy tôi về con sĩ ác lắm nghe nước sao tôi giọt cũng được á.